và giờ đây là những chàng trai cá tính khác. Đầu tiên là một thí sinh nặng ký. Mình tên là Phan Vũ Thái Bảo, năm nay mình 21 tuổi, mình cân nặng 90kg và số đo 3 dòng là đều như nhau. Mình rất là tự ti tại vì mình mập. Nhưng mà sau rất nhiều năm đi nhảy thì mình mới biết được cái mập của mình lại là một cái đặc điểm để cho tất cả mọi người lại thích điều đó. Sau một năm dùng hết sức để bổ sung tất cả những thứ vào style bobbing của mình và mình đã kiểm soát cơ thể mình tốt hơn nên mình nghĩ năm nay dù là kỳ thể loại nào mình đều có thể vượt qua được nó. Năm nay mình quay trở lại thì mình sẽ cố gắng hết sức để mình tới top 20. Chiến hết mình, vui sức và đạt được thành công. Chiến hết mình, chiến hết sức và đạt được thành công. Makes me want to move. It makes me want to have fun. But it's something about this joint right here. This joint right here. It makes me want to... Dạ, em còn mập lên còn khỏe à. Chị rất thích xem Bảo múa đương đại. Dạ, vâng ạ. Thích lắm, thích từ năm ngoái đến năm nay vẫn thích. Còn sức múa đương đại không? Dạ chắc, cho em một xíu đi. Xíu thôi. Năm nay thì để sức vào vòng trong múa nhé.